Theo quan sát của Nhân thì hoàn toàn là không còn một giọt nước nào ở ngay tại cái con kinh cung cấp nước rất là dài này. Đất đã nứt ra từng mảng như thế này. Cái ao nước này thì người dân ở đây đó, người ta để sử dụng đó, nhưng mà này hạn hán và nó khô ráo rồi. Những con cá rô là coi nó nằm khô luôn á. À, cá mà chết khô vậy đó hả? Đúng rồi, nhiều lắm nè. Nó vòng đây nè. Đây nè, nằm nhiều lắm luôn. Ngay ở dưới chân anh em đứng nè, thì có thể thấy là cá coi nè, chết cả bầy như thế này nè cô chú anh chị. Bà con thì đang tranh thủ lấy từng cái can nước như thế này để mang về nhà để chứa sử dụng trong những ngày hạn mặn này á cô chú anh chị. Cái nước giờ khô queo luôn, không có miếng nào á. Mấy cây nước máy bây giờ không còn luôn. Không. Này cả tháng mấy, hai tháng này luôn. Rồi bây giờ người ta phải ra những cái điểm nước công cộng đó, người ta lấy những cái can nước mà được mạnh thường quân hoặc là bên quân đội á, là người ta chuyển xuống. Dạ xin chào quý cô chú anh chị, Nhân đang có mặt tại Cần Giuộc Long An và đây là những hình ảnh mà Nhân ghi nhận được ở ngay tại địa phương này, và cũng là một tình trạng chung ở những huyện như là Gò Công Đông, Tân Phước Đông ở Tiền Giang, hoặc là các tỉnh như là Kiên Giang, Cà Mau. Thì chia sẻ với quý cô chú anh chị, đây là một cái con kinh để cung cấp nước cho ruộng đồng ở nơi này. Và bây giờ quý cô chú anh chị sẽ thấy là Nhân có thể là Nhân đi xuống dưới này bởi vì không còn một giọt nước nào cả. Theo quan sát của Nhân thì hoàn toàn là không còn một giọt nước nào ở ngay tại cái con kinh cung cấp nước rất là dài này. Và đất đã nứt ra từng mảng như thế này bởi một cái thiên tai xảy ra trong thời gian vừa qua, đó chính là xâm nhập mặn. Thì trong thời gian vừa qua đó, tình trạng hạn mặn, xâm nhập mặn đã diễn ra cực kỳ khốc liệt ở đồng bằng sông Cửu Long. Và hình ảnh này khiến cho Nhân nhớ đến đợt hạn mặn kỷ lục đã diễn ra ngay tại quê hương của Nhân, đó chính là Bến Tre vào năm 2020. Ngay tại thời điểm này luôn, tức là thời điểm đầu tháng 4 này nè, thì hạn mặn diễn ra vô cùng khốc liệt, cách đây đúng 4 năm, đó là năm 2020. Và bây giờ sau 4 năm thì một lần nữa những đợt hạn mặn kỷ lục như thế này lại lặp lại và ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều bà con ở khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mà như Nhân nói, nặng nhất thì hiện tại là đang ở Long An, Tiền Giang. Ngày hôm 6 tháng 4 thì Nhân được biết là ngay tại Tiền Giang cũng đã công bố, đó là tỉnh đầu tiên công bố về tình trạng khẩn cấp về việc thiếu nước ngọt trong sinh hoạt và hạn mặn ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng đến đời sống của bà con luôn. Nhân sẽ đi dọc theo cái con kinh này cùng với một số hình ảnh ghi nhận khác để cho cô chú anh chị hình dung dễ hơn về sự khốc liệt này. Khi nãy ở trên đường mà mấy anh em của Nhân đến đây á, thì dọc theo ven đường á, thì rất dễ bắt gặp những hình ảnh của những cái bể nước cung cấp nước ngọt miễn phí cho bà con. Thì những ngày qua, những đoàn từ thiện và chính quyền địa phương các cấp cũng đã liên tục có những cái giải pháp để cung cấp nước ngọt trong sinh hoạt cho bà con, bởi vì tình trạng hạn mặn thì sẽ gây ra thiếu nước ngọt trầm trọng. Và cô chú anh chị hình dung mà thiếu nước ngọt thì sẽ cực kỳ khó khăn ở trong đời sống sinh hoạt. Và đây là một cái cây cầu nè cô chú anh chị. Ngày xưa thì ở đây là cái con kinh có nước thì người ta mới bắt cầu để đi ngang qua ruộng, còn bây giờ thì hoàn toàn khô cằn như thế này. Thậm chí thì hỏa hoạn rất là dễ xảy ra trong những ngày này. Và bên cạnh cái con kinh mà như khi nãy mấy anh em vừa ghi hình á, thì đây là một cái ao nước hạnh phúc. Đúng rồi em, cái ao nước này thì người dân ở đây đó, người ta để sử dụng đó, nhưng mà này hạn hán giờ nó khô ráo rồi, giờ nó nứt nẻ, em có thể em đặt cái chân em xuống được luôn. Và đặc biệt là những cái con cá rô đây nè, nó cạn nước á, nó nằm sắp lớp lớp đây rất là nhiều luôn, kinh khủng. Vậy trước kia mực nước ở đây cũng sâu lắm chứ? Đúng rồi em, sâu lắm. Cái ao này người ta để người ta sử dụng nè. Em đợi em coi nè, nó lắng lại một số nè, những con cá rô là coi nó nằm khô luôn á. À, đúng rồi cô chú anh chị. Nè,
cá mà chết khô vậy đó hả? Đúng rồi, nhiều lắm nè. Nó vòng 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 đây nè. Đây nè. Nằm nhiều lắm luôn. Chết rất là nhiều cá luôn. Nó là như con cá phơ khô luôn á. Ôi. Như vậy là trước đây là cái ao này thì nước để người ta sử dụng đó, nhưng mà giờ nó cạn khô. Nên là tôm cá nhiều lắm. Đây nè em coi nè, vòng 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 đây nè nó nằm. Rồi đằng kia kìa. Nhiều lắm. Đây nè. Cái này nó cũng khô, cách đây cũng này nó khô này là khoảng này là gần tháng rồi đó. Nhưng mà hồi trước giờ anh Phú cũng là một người dân Long An. Như bản thân của em á thì em vẫn nhớ hoài cái đợt hạn mặn kỷ lục vào năm 2020 ở Bến Tre. Bến Tre lúc đó là một trong những tỉnh mà nặng nhất. Thì hôm nay á thì đến lượt Tiền Giang và Long An. Đúng rồi em. Anh Phú là một người dân ở Long An, từ hồi trước giờ đã bao giờ anh chứng kiến một cái đợt hạn mặn mà kỷ lục như thế này chưa? Anh chưa bao giờ anh chứng kiến cái đợt hạn nào mà nó nặng như thế này. Bây giờ cái nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho những cái hộ dân ở vùng đê bao này đó, đê bao đây là sông Sòi Rạp, thì ở đây nó có đê bao nằm trong đây thì là nước ngọt, còn ngoài kia nó nước mặn, nhưng mà dân ở đây xài là không có khoan cây nước được, thành ra là nước nhà nước của nhà nước, nhưng mà giờ cái nguồn cung cấp đó, nó những cái con sông lớn đó, cái nguồn lấy nước đó, nó đã bị mặn vô rồi đó, không có lấy nước được, thành ra giờ dân ở đây nó rất thiếu nước rất là trầm trọng luôn. Thì bây giờ là người ta đặt những cái bồn công cộng đó, là chỗ khúc cái một ấp vậy đó, là người ta đặt bao nhiêu bồn vậy đó, khúc người ta đặt như bồn vậy đó, rồi dân là lợi lấy, chứ trong đây thì xe lớn vô không được, xe nhỏ nhỏ xe trung chuyển thôi, không có xe lớn vô được. Có thể nói thì những cái cuộc điện thoại nãy giờ á mà người ta gọi cho anh Phú á, gọi cầu cứu nước á, em cũng được biết luôn đó là gọi để cầu cứu về nước ngọt. Đúng rồi em. Tại vì anh Phú thời gian vừa qua thì cũng có phát một số xe nước ngọt miễn phí. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi em. Và những người mà cầu cứu anh Phú là ở những địa bàn nào? Ấp Tân Đại, ấp Tân Quý, ấp Vĩnh Hòa, rồi ấp Tân Hòa mới vừa gọi cầu cứu anh nãy xong. Là bây giờ nói chung là giờ rất là nhiều ấp, những cái ấp vòng vòng đây là đê bao rồi, hoặc qua cái cầu Dạch Dọp á, xuống ngay chỗ cái cảng Tân Tập á, là người ta hiện tại là cái nguồn nước cung cấp của nước nước sinh hoạt mà thường ngày người ta sử dụng á, không có nước. Rồi bây giờ người ta phải ra những cái điểm nước công cộng đó, người ta lấy những cái can nước á, mà được mạnh thường quân hoặc là bên quân đội á, là người ta chuyển xuống. Nhưng mà nó vẫn thiếu, nó do cái ít cái người xuống mà ít biết á, điểm này đó, người ta ít cho nước á, nó vẫn thiếu, người dân vẫn kêu cứu hàng ngày luôn. Có thể nói thì thời gian vừa qua đó là những bài báo hoặc là truyền thông á thì sẽ tập trung về khu vực Gò Công Đông. Đúng rồi. Và huyện Cù Lao Tân Phú Đông. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ở Cần Giuộc này thì cũng không thua gì hết trơn á. Đúng rồi. Và những cái hình ảnh mà anh em ghi ở đây á, cũng để cô chú anh chị hiểu thêm là tình trạng hạn mặn đang xảy ra trên diện rộng. Đúng rồi. Kéo dài đến cả Cà Mau và Kiên Giang cũng có nữa chứ không phải là không. Nó ở đây á, thì nó thuộc về địa bàn Cần Giuộc, rồi nó theo cái con sông Sòi Rạp á, nó xuống tới dưới Gò Công, xong rồi nó qua Tân Phú Đông nhiều lắm. Ở đây là cá nằm mà nó khô á là nhiều lắm luôn, rất là nhiều. Ngay cả ngay ở dưới chân anh em đứng nè thì có thể thấy là cá coi nè, chết cả bầy như thế này nè cô chú anh chị. Có cái chỗ anh vô á là người ta xài nước, mà nước này á nước mặn, người ta đem lên người ta xài, mà xài rồi á, người ta giặt quần giặt áo giữa chén á, mà xài rồi mà nó kẹo lên, nó đang thùi lùi luôn rồi, là cái thùng ngang này nè, nó đóng một khúc bận vậy nè. Mà hỏi là chú đó nói bây giờ chú xách nước không có nổi, thành ra để dội bồn cầu đó, nghe thấy tội nghiệp lắm, thấy thương lắm. Rồi chút xíu nữa anh sẽ dẫn em đi những cây nước bà con lấy nước, nói chung là người ta có phát nước, nhưng mà do cái Long An nữa, Tân Trụ nè, Cần Giuộc nè, Cần Giuộc thì nó ảnh hưởng rất là nặng, các xã như là Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Long Phụng, rồi các xã các ấp nó dùng ven biển á, là điều bị nó hứa hết. Do vậy thì cái nguồn cung cấp của bên nhà nước người ta không có đủ sức á, rồi thành ra dân không có nước xài. Có bà cô bữa anh xuống ngồi mà nhà 6-7 đứa cháu nước hết rồi, sáng người ta phát khoảng tầm 9 giờ người ta phát khoảng 4 khối nước, giờ những người trước lấy trước là sao chiều mới lại ngồi phải chắc từng giọt nước luôn, thấy dòm thấy tội nghiệp lắm luôn. Cũng giống như trước đây á, nước thì người dân xài một lần là sẽ bỏ đi,
Đúng rồi. Bây giờ là người dân phải xài, phải lọc lại, xài giống như nấu cơm xong rồi chắc nước, lấy cái nước đó giữa dao, giữa dao giữa chén. Đúng rồi. Ta giữ lại nữa, ta dội vòng cầu luôn. Đúng rồi. Cái nước cuối cùng á là để dội vòng cầu. Thí dụ bây giờ như là cái nước giữa chén đi, cái lúc mà giữa nước mặn xong rồi đó, người ta lấy nước ngọt ta chán lại đó, rồi ta sẽ đổ vào một bên để người ta rửa dao đó, rồi rửa dao xong rồi á ta đem qua ta xả đồ. Đó là một một nước như vậy á, là ta làm tới mấy nước lận, rồi tới nước cuối cùng á để dội vòng cầu ta mới bỏ. Bà con đây rất là khổ luôn, nhờ thiếu nước trầm trọng luôn. Chút xíu nữa anh sẽ dẫn hai đứa em đi vô trong dân thì tụi em trò chuyện với lại người ta, thì tụi em sẽ hiểu hơn về cái nguồn nước á của người ta đang thiếu hiện giờ hiện tại. Ở đây là một trong những điểm phát nước ngọt ở trong sâu trong những cái nhà dân ở trong ruộng đồng nè cô chú anh chị. Thì đây là những khu vực mà xe lớn không thể nào vào được, chỉ có những xe ba gác hoặc là xe cỡ nhỏ đó, xe tải cỡ nhỏ thì mới vào đây để cung cấp nước ngọt được thôi. Và bà con thì rất cần những cái điểm vào sâu trong những khu vực như thế này. Bà con thì đang tranh thủ lấy từng cái can nước như thế này để mang về nhà để chứa sử dụng trong những ngày hạn mặn này á cô chú anh chị. Cô cho con hỏi thì ba cái bồn nước này là ai? Cái này của nhỏ cháu này mua. Là của cái cơ sở ở đây. Mua để đây lặn là mình hứng nước lên cho người ta chở. Cho bà con. Rồi cái nguồn của có xe nước tới cũng vậy. Xe nước đang tới. Đúng không? Bơm nước thêm vào đây. Cái này là nước từ thiện hay là nước nước từ thiện địa phương vậy cô? Bây giờ tới chiều là công nhân về á. Công nhân về nữa. Tiếp tục còn rất là nhiều người dân đến đây. Xe rồi, xe chứ lẹ. Tôi lỡ tôi lướt cho đại tổ. Nè gọi. Hứng cho nhận. Mỗi một can như vậy là mấy lít vậy cô? 30, 20. 30, 20. Canh lớn này là 30 ha. Canh nhỏ đó 20 á. Dạ, còn bình kia là 10 lít. Này cũng 20 nữa. Bình đó cũng 20. 20 luôn. Anh trao đây em anh ta. Rồi mỗi một hộ dân là có giới hạn về cái việc lấy này không cô, hay là mình chở được bao nhiêu? Bây giờ ai chở được nhiêu chở à, chứ mình đâu dám nói gì đâu. Cô đã lấy đủ cho gia đình mình chưa? Đủ rồi. Dạ, rồi cô mang giùm về nữa hả? Cái này hứng lên cho chiều công nhân về chở về nhà. Dạ. Sợ chiều không có nước á, công nhân về tối 7-8 giờ khuya về không có nước. Tức là những cây nước bây giờ nó chỉ nhỏ giọt thôi hả cô? Cây nước bây giờ khô queo luôn, không có miếng nào á. Mấy cây nước máy bây giờ không còn luôn. Không. Trời ơi. Này cả thằng mấy hai thằng này luôn. Một cái can như thế này mình mua bao nhiêu tiền cô? 35-40 ngàn gì đó. Vậy mỗi nhà giờ trang bị ít nhất cũng phải 3-4 can gì hả? Đặng chở vậy đó. 3 can. Mỗi một can là giá khoảng 35-40 ngàn. 45 luôn hả? Giá tới chiều đông lắm. Bôi chạy dịch xa không còn nguyên. Chạy đây nè. Chạy đây hết các bạn chạy đó.